Xin kính chào toàn thể quý cô bác quý anh chị lại trở lại với nhà đất Phan Công. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu đến cô bác quý anh chị mình một mảnh đất nền tọa lạc tại thôn Thuận Tâm, xã Thuận An, huyện Đắc Minh, tỉnh Đắk Nông. Có mặt tiền đường bê tông này là 51m quý cô bác quý anh chị nhé, và chiều sâu là 70m. 51m nhân cho 70. Tọa lạc tại thôn Thuận Tâm, xã Thuận An, huyện Đắc Minh, tỉnh Đắk Nông. Với mặt tiền ngang là 51m nhân cho chiều sâu là 70m. Đất dương so với đường của bác quý anh chị nhé. Và mặt tiền đường bê tông liên thông từ cái mặt đường bê tông này đi ra quốc lộ 14A, rơi vào tầm khoảng 5km nha cô bác quý anh chị. Xung quanh thì ranh giới rất là rõ ràng. Chủ nhà đã trồng mít thái để phân chia ranh giới của bác quý anh chị nhé. Theo hướng tay của em đi ra đây là quốc lộ 14A, rơi vào tầm 5km, và cách trụ điện gió kia 700m cô bác quý anh chị nhé. Và giá của cái mảnh đất này chủ nhà đang đưa ra là 19 triệu một mét, rất là rẻ, rất là cơ hội để quý anh chị đầu tư vào cái mảnh đất này luôn cô bác quý anh chị ạ. Hai mặt tiền đường cô bác quý anh chị nhé, phía bên trên này có một mặt tiền đường đất 51 nhân cho 70, giá 19 triệu một mét, có thương lượng nhẹ. Hai mặt tiền đường, một mặt tiền đường bê tông và một mặt tiền đường đất nha cô bác quý anh chị. Đây, cái hướng tay này là mặt tiền đường đất của mình cô bác quý anh chị này. Chiều sâu đi vào theo cái mặt tiền đường đất này là 70m cô bác quý anh chị nhé, và mặt tiền ngang là 51m. Tọa lạc tại thôn Thuận Tâm, xã Thuận An, huyện Đắc Minh, tỉnh Đắk Nông. Mặt tiền đường bê tông liên thông cô bác quý anh chị nhé, giá chỉ có 19 triệu một mét, có thương lượng nhẹ. Cô bác muốn biết thêm thông tin chi tiết về cái mảnh đất của mình thì cứ cô bác xin vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại luôn luôn hiển thị ở trên phần mô tả cô bác quý anh chị nhé. Kính chào toàn thể cô bác quý anh chị, hẹn gặp lại cô bác quý anh chị trong những video tiếp theo của em.